25 Hòa Thượng Giảng vào tháng riêng năm 1983. Trong trường hợp này, những người từ nơi khác đến và cầu thỉnh ma giảng Pháp, ma không đến tìm họ trước, người ta đến gặp thiên ma kia. Có nghĩa là người từ khắp nơi đến thân cận với hành giả tham cầu tịch tĩnh, họ cầu thỉnh người này đi giảng kinh thuyết Pháp, và anh ta nhận lời đi giảng. Quý vị có biết không, tuyệt đối không ai được tự ý sửa đổi kinh văn cả kinh chỉ có một ý nghĩa chính xác ngoài ra không có một cách giảng giải nào khác nữa cả bất luận những lời giảng giải nào khác đều không phù hợp đều là sự giải thích gượng ép và giả tạo